mọi người hôm nay thì mình sẽ làm cái món mật trứng với mắm cây nha bạn nói là rất rất, rất lâu rồi kia mới ăn lại cái mật này á hôm nay thì mình mua nửa ký mật trứng nè mực này là mật đông lạnh nha mọi người về mình phải rã đông nữa xong rồi mình sẽ lấy mắt lấy răng nó và lấy luôn cổng chỉ dính giữa của người đó nha rồi mình bóp với đường cho nó bớt cái nhớt á xong rồi mình rửa với nước nhiều lần cho nó sạch luôn rồi mình sẽ đem đi hấp với xả nha mình chỉ cần hấp tầm 10 phút khi nước sôi thôi là được nha mọi người bị hấp lâu quá mực mình sẽ bị teo mất đi độ ngọt của mật thời gian chờ mật chín thì mình sẽ ăn một miếng bánh tráng muối nhuyễn nha đây là cơm Bộ, bánh tráng lớn bao gồm hơn 200 g bánh tráng phơi xương, túi muối nhiễn lớn kèm một muỗng gỗ đi kèm. Bánh tráng phơi xương này rất là mỏng luôn nên mình ăn không có cảm giác bị đau miệng nè. Ngoài ăn cuốn muối ra thì mọi người có thể ăn kèm với sa tế đều rất là ngon luôn. Tiện lợi hơn là trong combo có tặng thêm kèm bịch nha. Mình có thể ăn cuốn hoặc là ăn trộn trong bịch đều được hết. Combo lớn này ăn hai ba người luôn cũng được nữa. Thì nó rất là nhiều luôn. Nhưng cũng thích ăn đơn giản như vậy thôi vì nó không có dầu mỡ đâu mọi người. Xong rồi mình sẽ làm cái nước mắm cay nha. Bình ăn cay của mọi người mỗi khác lên kim thì đâm ớt hơi nhiều. Còn nếu mọi người ăn mọi người cho ít ớt thôi nha sau 10 phút thì cái mực của mình đã chín rồi nè đã dùng dao khứa cái con mực á lúc nó chín nó nở ra rất là đẹp và ngon luôn cảm nhận của mình thì mực rất là ngọt thơm cho là mình làm kỹ nên không có bị tanh mình hấp vừa đủ giờ nữa nên mực ăn rất là ngọt và giòn mắm thì rất là cay luôn và cái món này cũng nằm trong top là mọi bán nha mọi người như một ly rồi mình ăn một miếng mực cực kỳ đã luôn nha